Hey, xin chào các bạn, mình là Danny TCG và hôm nay chúng ta sẽ mở một sản phẩm để mở màn cho năm 2021 cùng với Prismatic God Box, một trong những sản phẩm hot nhất của cuối năm 2020. Thì hôm nay Prismatic God Box mới có mặt tại Yugioh Sài Gòn và bạn Gia Thiệu đã cho mình mượn sản phẩm này để giới thiệu. Xin cảm ơn Gia Thiệu đã cho mình mượn Prismatic God Box để có thể mở các bạn hôm nay. Đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mong chờ vì các cái hộp trong này á, mình cảm thấy là rất là giống với cái hộp Legendary Gold Box 1. Thì trong này khi mà mở ra, chúng ta sẽ có random một trong ba vị thần, đó chính là Osiris, Obelisk hoặc là Ra, cùng với cái hộp đựng tương ứng một cái case để trưng bày, một bộ sleeve, một bộ double sleeve và cũng như bốn pack, trong đó có 5 pack, trong đó có một cơ hội ra một Ultimate Rare. Thì con Ultimate mình đang nhắm đến trong này đó chính là Blue Eye White Dragon, với giá trị cao nhất đó chính là 22.000 yên ở thời điểm hiện tại trên trang Big Web. Và để không còn làm mất thời gian các bạn, chúng ta sẽ đi thẳng vào việc opening nhé. Đầu tiên thì không biết sẽ ra thần nào đây. Thì vẫn hy vọng là Osiris, thì Osiris đang là giá cao nhất. Và hộp lần này là Obelisk. Lúc nãy tại shop thì Thiệu đã mở ra được Osiris rồi. Lần này chúng ta sẽ có Obelisk. Hơi thấp một tí nhưng không sao. Obelisk vẫn là một trong ba vị thần và cũng là giúp chính của các bạn khi mà mua set này. Mà như mình nói, Obelisk Prismatic Secret mình sẽ để ở trong siêu như thế này. Ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có một cái miếng như thế này đi cùng với cái deck case, cái case để trưng bày. Thì đây có hướng dẫn sử dụng ở đây nè, cho các bạn nào có quan tâm. Một bộ sleeve Obelisk màu xanh dương rất đẹp đó các bạn, foil rất là sáng. Một bộ double sleeve Official Konami có viền là ký tự Ai Cập ở đây, các bạn có thể thấy ha, viền ký tự Ai Cập rất là đẹp. Và cuối cùng là một cái case để trưng bày card giống như hộp LGB1. Rồi, thì những phụ kiện này mình giới thiệu sơ lược qua cho các bạn như vậy thôi. Thì nếu có điều kiện mình sẽ có thời gian để mình chia sẻ với các bạn nhiều hơn về những cái phụ kiện này. Và nhân nhiên, nhân vật quan trọng nhất vẫn là những cái pack cùng với. Đây, chúng ta sẽ để Obelisk ở đây. Thì mục tiêu tiếp theo chúng ta vẫn nhắm đến đó chính là Blue White. Phiên bản Ultimate Rare, chúng ta sẽ có 5 pack ở đây. Rồi, sẽ bắt đầu phần opening nhé. Pack đầu tiên thì một pack sẽ bao gồm là 4 Millennium Rare và một Ultra Millennium Rare. Đây như là Zuga, Poly, Relinquish, Black Illusion Ritual và là Ultimate Successor Soul. Không phải là Blue Eye như chúng ta nghĩ nhưng mà cũng là một cạc Blue Eye hết các bạn. Ultimate. Vậy thì bốn pack này sẽ là 4 Millennium Ultra. Eternal Soul, Fiend Sanctuary, Hell Palmer, Necrophase và Dark Magician. Thì cơ hội có được Blue Eye của chúng ta đã hết rồi, tuy nhiên thì vẫn có thể ra những con ở phiên bản Ultra. Diffusion, Dragged Down the Grave, Break of Trap Hole, Silent Swordsman và Blue Eye White Dragon. Hơi tiếc là chỉ có nằm ở foil Ultra chứ không phải là Ultimate như mình đang mong đợi. Tuy nhiên thì ra cả một cặp như thế thì tuyệt vời. Thousand Eye Restrict, Spell của Silent Magician, Tool Dark Magician, Friend, Symbol Friendship vào ra Sphere Mode. Và bắt cuối cùng. Nãy giờ thì chưa thấy cái spell nào của thần cả. Operate, Gandora, Monster Reborn. Con này là con Thousand Idol mới nè. Và ra Immortal Phoenix và đó cũng là card cuối cùng ở trong cái hộp Prismatic God Box mà mình bóc ra.
Nên nhìn chung hộp lần này sản phẩm rất là đẹp ha các bạn, à, về cả sleeve, double sleeve cũng như là gót phiên bản prismatic cực kỳ đẹp, và thông thường là khi bóc ra người ta để siêu vậy luôn chứ không có ai gỡ ra khỏi cái này cả. Về phần ultimate rare thì thông thường các bạn sẽ thường nhắm tới Dark Magician và Blue Eye hơn là Successor Soul. Nhưng này Successor Soul đúng không ta? Nên mình nhớ là vậy. Tuy nhiên thì cái này cũng rất là đẹp ha, để mình cho focus một chút. Đây. Rất là đẹp. Lá này là mô phỏng cái acc mà hiến tế Obelisk để triệu hồi Blue Eye White Dragon khi mà khai ba đấu với Isizu ở trong arc Battle City. Đây này thể hiện rất rõ trong acc cái này ha, rất đẹp ha các bạn. Ngoài ra thì các Millennium Ultra cũng đẹp không kém. Đây, Blue Eye. Và video mở Prismatic God Box lần này của mình đến đây cũng là kết thúc. Thì năm mới mình cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn 2020. Khi mà dịch bệnh nó vẫn còn hoành hành đó, thì năm nay mình hy vọng nó sẽ diễn biến tốt hơn, là có thể tình hình sẽ dễ dàng hơn và nó tình hình bệnh dịch bệnh nó sẽ ổn định hơn, để chúng ta có thể có những cái giây phút gặp mặt nhau và đua ở trên các shop một cách dễ chịu hơn, không phải bị căng thẳng vì dịch bệnh nữa. Và cũng năm mới mình cũng chúc các bạn một năm thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần tới nhé.